Mới đây, xã Chí Nang đã tổ chức trao tặng kinh phí để sửa chữa nhà ở cho gia đình vợ liệt sĩ Hà Thị Tít, thôn Giảng Bìn, xã Chí Nang. Được biết, căn nhà của bà Hà Thị Tít vợ liệt sĩ được xây dựng lâu năm, qua nhiều lần sửa chữa nhưng vẫn chưa ổn định. Nhà đã xuống cấp, mái và hông nhà đều hư hỏng nặng, có thể sập bất cứ lúc nào trong thời tiết gió mạnh, nhưng gia đình bà không đủ khả năng sửa chữa lại. Với hoàn cảnh trên, Ủy ban nhân dân huyện đã hỗ trợ gia đình bà Hà Thị Tít số tiền 40 triệu đồng, xã Chí Nang hỗ trợ 17 triệu đồng để phụ giúp gia đình sửa chữa lại phần căn nhà để ổn định trong sinh hoạt. Đến thăm và trao số tiền hỗ trợ 40 triệu đồng của Ủy ban nhân dân huyện cho gia đình bà Hà Thị Tít, lãnh đạo xã Chí Nang đã động viên gia đình tiếp tục khắc phục khó khăn, động viên con cháu tích cực tham gia lao động sản xuất, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Việc hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà ở cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng của các cấp chính quyền trên địa bàn huyện Lang Chánh là việc làm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, uống nước nhớ nguồn, yêu thương đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau và tinh thần đoàn kết của dân tộc.